Bây giờ xin mời bà con nghe bài viết của Thiếu úy Sữa, Hồi ức của một người con HO. Thời thơ ấu của tôi êm đềm trải qua trong một ngôi làng ven sông Vàm Cỏ. Làng tôi đẹp lắm, những ngôi nhà lợp ngói đỏ và những ngôi nhà tranh được bao bọc bởi những lũy tre xanh ẩn hiện sau những hàng cau thẳng tắp. Hai con đường đất chính đi vào làng trọc bóng cây râm mát, thấp thoáng trong bóng tre già là hình ảnh của những bác nông dân ngất ngưỡng trên những chiếc xe bò ra ruộng trong những buổi bình minh và trở về nhà trong những buổi chiều tà. Dân chúng mộc mạc chân tình, đa số là bà con họ hàng với nhau, đứng ở bìa làng nhìn ra là những cánh đồng ruộng lúa xanh um vào mùa sắp gặt và còn trơ gốc rạ vào dịp cận Tết. Đầu làng là một ngôi trường tiểu học nhỏ, nơi tôi đã học tập và vui chơi cùng những trẻ con đồng trang lứa trong làng. Những kỷ niệm êm đềm cùng các bạn nhỏ, như thằng Toàn con của một bộ đội tập kết và thằng Sơn nhà ở sát vuông tre của ngoại tôi. Tuổi thơ vô tư, chúng tôi vui đùa cùng nhau, chia sẻ những thú vui của trẻ em vùng quê như bắt tổ chim, gài cô hoặc vớt cá, không tị hiềm, chia rẽ vì truyền thống gia đình. Bên cạnh trường là ngôi đình lớn, đình Trạch Thiên. Nghe nói xưa kia hàng năm đều có cúng tế rất lớn, nhưng nay thì đình đã sụp đổ nhiều vì chiến tranh, vì đã lâu không ai tu sửa. Giữa ấp là một ngôi thánh đường công giáo. Mỗi sáng chủ nhật, giáo dân trong những chiếc áo dài trắng lũ lượt kéo đến cầu nguyện dưới sự chăn dắt của một vị linh mục trẻ và vài ba vị phước đứng tuổi. Đây là một xứ đạo nhỏ và lâu đời với số giáo dân gần 200 người. Cuối ấp là một ngôi chùa nhỏ cũ kỹ triêu phong, vài ba tượng Phật loang lổ trên chánh điện, cảnh chùa tiêu điều buồn bã. Những ngày trầm lớn, lác đác vài ba Phật tử đi cúng Phật, tôi thường chạy lót tót theo má tôi phụ đem trái cây lên chùa. Kế bên chùa là một căn nhà nhỏ của gia đình ông Từ giữ chùa. Ông Từ là người đàn ông trung niên, ốm yếu, cằn cỗi, cùng bà vợ lam lũ và vài ba đứa con bụng ổng đít teo, quần áo nhếch nhác chạy giảng trong sân chùa. Tôi sống nơi đây trong tình thương và sự đùm bọc của họ hàng bên ngoại. Căn nhà của ngoại là một ngôi nhà tường dài nằm giữa ấp, chung quanh được bao phủ bởi một vuông tre gai dày đặc. Trước nhà, một cây vú sữa lớn, tàn cây bao phủ mát cả một khoảng sân. Hai hàng cây mãng cầu chạy dọc theo hông nhà, xen lẫn với những cây ăn trái khác như xoài, mít. Cuối vườn là một gốc khế lão trái ngọt và sai, là nơi giải khát của tôi và đám bạn. Sau những giờ chạy nhảy nô đùa, một giếng nước sau nhà là cơ hội cho tôi luyện cơ bắp khi tuổi bắt đầu lớn. Căn nhà ngoại tôi cất vào thập niên 60, nhà tường lợp ngói khang trang. Trước nhà là một hàng ba, phòng khách chiếm toàn bộ phần trước căn nhà, rất rộng rãi. Giữa nhà là tủ thờ của bà ngoại. Bà mất rất sớm, ngoài 30 tuổi, sau khi sinh cậu út tôi được vài năm. Phía trong là nhà giữa, hai bên là hai phòng ngủ nhỏ, kế tiếp là một sân nắng tráng xi măng, dùng để phơi lúa. Cuối nhà là một phòng ăn và một dãy bếp. Tôi cùng má tôi và chị tôi ăn và ngủ trong phòng này, một căn phòng nhỏ nhà trên. Là căn phòng của bà ngoại tôi nằm trước khi mất. Có một câu chuyện tâm linh xin kể các bạn nghe. Cô giáo Hoa tuổi trên 20, bạn của má tôi, nhà ở Long An, xin ở tạm trong những ngày dạy. Cuối tuần mới về thăm nhà. Trong một đêm sau khi soạn bài và chấm bài, cô giáo mệt mỏi nằm xuống giường. Đang mơ màng, cô thấy một người đàn bà vén tấm màn che bước vào buồng, ngồi trên bụng cô giáo, hai tay đè chặt hai vai, vẻ mặt giận dữ nói: "Tại sao cô ở phòng tôi mà không xin phép?" Dưới ánh đèn dầu leo lét, cô giáo thấy gương mặt người thiếu phụ quen quen, nhưng vì quá ngạt thở cô giáo không nói gì được.
Cô giáo ú ớ hồi lâu thì người thiếu phụ đứng dậy đi ra. Quá hoảng hốt, cô giáo chạy xuống nhà dưới cho má tôi hay. Má tôi dắt tay cô giáo lên nhà trên, chỉ tay vào tấm hình bà ngoại tôi hỏi. Phải cô thấy má tôi không? Dưới ánh sáng mập mờ, mặt mày xanh lét, cô giáo khẽ gật đầu. Hôm sau, sau buổi dạy học, cô giáo mua trái cây và nhang đèn về cúng bà ngoại tôi rồi dọn đi. Ông ngoại tôi là một ông già rất đặc biệt. Ông xuất thân từ dòng dõi tôn thất ở Huế. Trong thập niên 30-40, ông theo kháng chiến chống Pháp, bị phòng nhì bắt giam và tra tấn dữ dội. Một thời gian sau, ông vượt ngục trốn vào Nam và trôi dạt đến vùng đất xa xôi này. Tính cực kỳ năng động cộng với khả năng pháp ngữ lưu loát, ông là một trong số người Việt được kể là ban giám đốc của hãng đường Hiệp Hòa mới thành lập. Dáng người rất ốm, cộng thêm căn bệnh suyễn trầm kha cũng không ngăn nổi sự làm việc suốt ngày của ông. Mỗi đêm, nghe những cơn ho xé phổi liên tục của ông, tôi nghĩ rằng sáng hôm sau chắc là ông phải nằm mệt. Nhưng khi trời vừa bình minh, đã thấy ông quần áo gọn gàng, tóc chảy cẩn thận, tiếp tục công việc hàng ngày, dọn dẹp, đi thăm ruộng hoặc tản bộ trong làng. Ngoại tôi có một đam mê mãnh liệt với nhiều loại gia cầm. Trong sân lúc nào cũng có cặp ngỗng, vài con gà bay, gà sao. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cò két của ngỗng hòa âm cùng tiếng cà lục của gà tây. Mỗi buổi sáng lại nghe tiếng rù rù vang vọng của 5-3 chiếc lồng cu treo ngoài hiên. Ông ngoại rất thương tôi vì bao nhiêu tình thương của người cha đối với đứa con trai út duy nhất. Mất tích vào năm 1972, đều dùng hết cho tôi. Năm đó cậu út khoảng 16 tuổi, trên một chuyến bay trực thăng đi Pleiku với bà cô tôi, chiếc máy bay mất tích lẫn cả phi hành đoàn không tìm được. Má tôi là con thứ tư của ngoại tôi. Má tôi nhỏ con, lanh lẹ, giỏi giắng, là cô giáo cho một trường tiểu học ở xã. Nhà có ruộng thêm nghề đi dạy, vẫn không đủ ăn, nên cuối tuần má tôi về Sài Gòn mua thêm thuốc Tây về bán lại cho bà con trong ấp. Mấy năm sau khi nước đổi chủ, thuốc men rất khan hiếm. Nhờ vậy bà có thêm thu nhập để nuôi chị em tôi, trong khi ba tôi là sĩ quan trốn trại, lang thang ở nhiều nơi lao động nặng nhọc để sinh tồn. Một buổi trưa cuối năm, ba tôi lẻn về thăm chị em tôi, đang tắm gội ngoài giếng. Trên mình còn đầy xà bông thì bỗng có tiếng la thất thanh bên kia hàng rào bông bột thấp. Nhân ơi, con sao vậy con? Rồi có tiếng kêu hoảng hốt. Anh Tử ơi, anh Tử qua có giùm con tôi. Rồi tiếng khóc ré lên, thì ra là dì Diệp, một người em bà con của má tôi ở Vuông Tre kế bên, nhưng là đứa con trai 2 tuổi của dì, con nhà quê trời xanh trời nuôi. Nên mặc dù đi chưa vững nhưng thằng bé rất khỏe, chạy nhảy leo trèo nghịch phá suốt ngày. Thân thể còn đầy xà bông, ba tôi vạch hàng rào phóng qua. Tôi lật đật chạy theo. Lúc này thì dì Diệp đã bồng thằng Nhân ngồi trên bộ ván giữa nhà, nước mắt ràn rụa, trong khi thân thể thằng nhỏ tím xanh co giật liên hồi. Thấy vậy, ba tôi chạy xuống bếp lấy lên một củ gừng cắn một miếng nhai nhỏ ra rồi vạch miệng thằng nhỏ nhổ vào, đồng thời kêu má nó đâm dập củ gừng ra cho tôi lẻ lên. Dì Diệp tất tả chạy đi liền. Một thoáng dì đem lại cho ba tôi. Ba tôi dùng tay nhúng gừng chà sát trên lưng và trên ngực nó. Một lúc sau thằng nhỏ đỡ tím tái và co giật. Lúc này đã có một vài bà con nghe tiếng tri hô đã tụ tập lại. Ba tôi kêu một người anh họ có xe lam lấy xe qua gấp. Anh kia tất tả đi liền. Tình làng nghĩa xóm quả thật tràn trề. 10 phút sau đã có tiếng xe lam tiến vào. Dì Diệp bồng thằng Nhân thoát lên chiếc xe lam vụt đi. Buổi chiều lúc gia đình tôi đang ăn cơm, bỗng nghe tiếng xe lam trở về. Chưa biết chuyện gì thì nghe tiếng dì Diệp gào khóc thảm thiết. Má tôi lên tiếng, ông qua coi chuyện gì. Bỏ chén cơm xuống, ba tôi vẹt hàng rào bước qua. Tôi phóng theo.
Trên bộ ván giữa nhà, dì Diệp đầu tóc rủ rượi nấc lên từng cơn, thằng Nhân thân thể sủi lơ nằm bên cạnh. Trên trán nó còn dán một miếng băng tổ bố, bà con tụ lại hỏi han. Dì Diệp vừa khóc vừa kể, xuống tới bệnh viện người ta vô nước biển cho nó mới nửa chai thì tim nó ngưng đập. Bác sĩ nói nó bị sưng màng ốc, hèn chi mới đi nhanh như vậy. Bà con bàn tán, con nít chết thì phải tẩn liệm trong liền, không nên để lâu. Ba tôi bèn ra tay, nhờ một chị đàn bà nấu cho nồi nước sôi. Ba tôi bước lên ván, cởi quần áo thằng Nhân ra rồi lấy khăn nhúng nước sôi lau thân thể nó một cách kỹ càng chậm chạp. Lau xong, ba tôi chọn một bộ đồ lành lặn nhất để mặc cho nó. Bà con góp nhặt ván đem lại. Một anh thợ mộc tài tử xách qua một cây búa đinh và một cây cưa. Sau một tiếng lay hoay, một cái hòm nhỏ được đem vào trong nhà. Ba tôi đặt thằng Nhân vào hòm, giữa tiếng gào khóc của dì Diệp. Hai sợi dây được luồn dưới hòm, một khúc tầm vong xỏ qua hai sợi dây. Ba tôi gánh một đầu, anh thợ mộc gánh phía sau, đi ra một nghĩa địa nhỏ cuối làng. Đám tang chỉ có ba người, hai người gánh hòm bà dì Diệp. Dưới ánh trăng mờ, cảnh tượng thật thê lương. Dì Diệp lẻo đẻo theo sau, một tay cầm bó nhang trên vai và một chiếc cuốc. Nửa giờ sau, khi tới đầu nghĩa địa, ba tôi kể lại, chiếc hòm nhỏ xíu bỗng dưng trở nặng một cách bất ngờ. Anh thợ mộc lên tiếng trong hơi thở dồn dập. Anh Tư, ma cũ mừng ma mới hay sao mà nó rỉ hòm xuống nặng quá? Dưới cảnh tượng ảm đạm của nghĩa địa, khi mờ khi tỏ, ba tôi cũng hồi hộp nhưng ráng trấn tĩnh anh bạn. Ê tầm bậy, đi ra thám mệt thì từ từ thấy nặng chứ ma có gì. Tới một chỗ rộng vừa đủ, ba tôi ngừng lại ngắm nghía rồi nói với dì Diệp. Thôi, cho thằng Nhân nằm chỗ này. Thế rồi hai người đàn ông thay phiên nhau đào huyệt. Trời lạnh lại thêm đất cứng, hai người hì hục đào khoảng một giờ, mà huyệt sâu chưa đầy một mét. Thở hồng hộc, anh thợ mộc lên tiếng. Ây, thôi tạm được rồi anh Tư ơi, tôi mệt rồi. Ba tôi đang đào một chút nữa rồi cũng chịu thua, vậy là thằng Nhân được đặt xuống lấp đất lại. Hai người đàn ông cố gắng vun đất lên thành một ngôi mộ nhỏ. Dì Diệp vừa đốt nhang vừa khóc. Được một lát, ba người thất thểu đi về. Kế vuông tre nhà tôi là nhà của bà cố ngoại tôi. Trong đó cuộc sống của một bà già độc thân và hai người đàn ông chưa vợ. Đó là bà dì ba tôi, người đàn bà nhà quê Đông Hậu. Suốt đời không ra khỏi bìa làng, chỉ sống cho các cháu. Hình bóng của bà già lưng còng chống gậy tôi không bao giờ quên được. Bà tôi mất năm 1976 với sự tiếc thương vô hạn của những đứa cháu. Trong căn nhà xưa cũ kỹ, rất trọng nhiều thế hệ bên ngoại tôi đã được sinh ra và lớn lên, chịu đựng đau khổ và mất mát của cuộc chiến trước 75. Quê hương tôi tuy đất đai không màu mỡ, nhưng người dân cần cù nhẫn nại. Nhưng quê hương tôi là nơi in hằn dấu vết chiến tranh nhiều nhất. Thanh niên trong làng ra đi rất nhiều cho cả hai bên, quốc cộng. Dấu vết chiến tranh còn in hằn trên nhà cửa ruộng đồng bởi những dấu đạn, những hố bom. Làng tôi nổi tiếng với nhiều người đàn bà quá chồng khi tuổi đời còn quá trẻ. Sau năm 1975, đàn ông trong làng hao hụt thêm một mớ vì đầu quân cho ông thần ve chai. Hảo hán nào chỉ lắm thì đến ngoài 40 tuổi cũng bị B40 rượu đế vẩy gan mà chết. Hảo hán nào cảm tử cầm chén mà uống ừng ực thì ngoài 30 đã thân tàn ma dại rồi cũng học máu mà chết. Cậu Tư tôi thân hình gầy ốm vì uống rượu nhiều mà ít ăn cơm, nhưng vì ăn nói có duyên cộng thêm nụ cười hữu tình nên làm trái tim của nhiều cô giáo làng trung động, trong đó có cô giáo Hoa. Ngoài 40 tuổi cậu Tư tôi mới có vợ. Trước khi đám cưới cậu đem ra một sấp thơ của những trái tim hâm mộ cậu mà đốt. Cậu năm tôi tánh rất hiền, có nụ cười như cọp mếu, tướng đi lót nhót, hai gót không đặt hẳn dưới đất, được bà con gọi là tướng thu phong tảo lạc diệp, nghĩa là gió thu quét lá vàng. Trước 75 là trung sĩ pháo binh chinh chiến nhiều năm mà sống sót đến sau năm 75,
Động trận với thằng Lưu Linh chỉ vài năm là theo ông bà. Tiếc thật, cậu Tư Nhường, anh dì Diệp, trấn thủ Lưu Đồng, những nơi hiểm ác, việc cộng pháo kích như cơm bữa mà không sao. Nhưng sao 75 hội tụ với anh hùng trong xóm vài năm, lại thêm tật sau trận đánh. Về nhà tác chiến tăng hai với vợ con, nhà cửa tan hoang, tô chén bể nát, vợ con phải chạy qua tị nạn ở nhà hàng xóm. Vẫy vùng trên tiệc rượu được vài năm cũng về trình diễn với thống tướng Lê Văn Tị. Nhưng các cậu các dì ai cũng thương tôi vì tính tôi hiền lại không có cha bên cạnh. Cái nhà bà ba là vuông tre của ông cậu hai tôi. Đây là một vuông tre đặc biệt. Ông bà chỉ có ba mụn gái. Người con gái út là dì Út Tua. Quê tôi có truyền thống khi gọi người chưa quen biết là anh Út, chú Út hoặc cậu Út, nghĩa là bạn được tôn trọng và có giá trị vì dân làng ở đây sống theo châm ngôn giàu Út ăn khó Út chịu, khác hẳn với miệt Hậu Giang là anh hai. Dì Út nhan sắc trung bình nhưng duyên dáng công dung ngông hạnh, gia cảnh nhiều ruộng lại thêm là cô giáo, nhưng gần 30 mà vẫn phòng không chiếc bóng. Ở làng tôi con gái ngoài 20 mà không ai dạm ngõ được kể là ế chồng rồi. Nhưng dì Út vẫn thản nhiên. Quả nhiên sau 30 tuổi thì có một ông hiệu trưởng thương và ngỏ ý muốn cưới. Vậy là ngon rồi. Giáo viên mà xoay duyên với hiệu trưởng là xứng đào xứng kép rồi. Nhưng điều đáng nói, ông hiệu trưởng rất đẹp trai, cao lớn, đường đường một đấng nam nhi. Tính lại hiền lành, tốt bụng. Thật là quá đạt cho một người đàn ông. Thêm nữa, Dương Út là chiến tướng trong những tiệc nhậu, uống rượu không đỏ mặt, bia uống như nước lạnh, bao nhiêu cũng không si nhê. Đế nguyên chất như đế bà quẹo thì một mình anh chơi 2 lít vẫn bình thường tỉnh táo, lái Honda về nhà. Sau khi đám cưới xong, cặp đôi sống với nhau rất là hạnh phúc và sinh được hai con. Một buổi chiều tháng 9, lúa trên khắp cánh đồng đã cao sắp đến mùa gặt. Dương Út được mời đi dự một bữa dỗ ở nhà một người bạn cách làng khoảng 4 cây số. Tiệc tan khoảng 8 giờ tối, chủ nhà ngỏ ý mời Dương ở lại nhà qua đêm vì Dương đi đường rất nguy hiểm. Dương Út tôi trả lời: "Ê, phải về để ngủ với đứa con trai, nếu không có cha dỗ nó sẽ không ngủ khóc nhà cả đêm." Trên đường về, Dương Út và một người bạn quân nhân đã bị Việt Cộng phục kích bắn chết, thật là đáng buồn. Thời chiến tranh có chồng không ở trong quân đội là một điều diễm phúc vì chồng mình có dán chữ thọ tổ bố sau lưng. Vậy mà dì Út tôi vẫn quá chồng. Một điều kỳ lạ không lý giải nổi là trong vuông tre nhà dì Út tôi không có một giống đực nào sống sót, kể cả nuôi một con gà trống cũng không sống được. Ông cậu hai tôi đi ruộng bị rắn cắn chết. Đứa con trai nuôi từ nhỏ lớn lên đi thăm ruộng bị sét đánh chết. Một đứa con rể khác là Dưỡng Nam Phước, đánh xe bò trên 15 năm. Hôm đó xe bò về gần tới nhà, vấp lỗ chân trâu làm xe bò nghiêng qua. Dưỡng Nam Phước rớt xuống đất, bánh xe bò cán qua bể sọ chết. Tai nạn xảy ra hết sức vô lý, không ai tin nổi. Tâm hồn mộc mạc của một đứa trẻ miền quê sống yên lành nơi quê ngoại trong vòng tay ấm áp của bà con. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc tủi thân trong những bữa cơm gia đình mà thiếu hẳn hình bóng của người cha, hay một chút ganh tị với những thằng bạn thân đồng trang lứa khi gia đình chúng quây quần bên mâm cơm với cha mẹ. Tôi biết là tôi có cha nhưng hình ảnh người cha trong tôi rất mờ nhạt. Thỉnh thoảng ba tôi nhắn tin cho mẹ tôi đi thăm ông ở nhà nội. Năm đó tôi 6-7 tuổi gì đó, khoảnh khắc vài tiếng sống bên cha chỉ để lại cho tôi ấn tượng, đó là người đàn ông gầy ốm khắc khổ và rất nghèo. Lúc đó vào mùa trung thu, phố xá tràn ngập những lồng đèn đủ kiểu, đủ màu, làm cho một đứa trẻ nhà quê như tôi rất thích thú. Tôi nói với bà: "Ông hai, chút nữa mua cho con lồng đèn chiếc xe hán." Bà tôi hứa, nhưng sau một buổi hai cha con đi chơi với nhau, đi bộ nhiều hơn đi xe và ăn những món ăn bình dân rẻ tiền trên đường phố. Tôi biết là ông hai không có tiền nên tôi không đòi mua nữa. Sau đó khi về ngoại, ông ngoại hỏi: "Hôm nay đi thăm nội, cha mày có cho mày ăn gì không?"
Tôi liền bốc lên. Có ngoại, ông hai dắt con đi xem phim, ăn tiệm có cho con tiền nữa. Vài tháng sau gặp lại ba, tôi nói với ông. Ông hai là ba của con phải đôn ông hai lên chứ. Vài tháng sau, ông gửi cho tôi một chiếc xe hơi nhỏ bằng sắt, mở cửa được, bốn bánh xe nhỏ rất chắc chắn. Tôi thích lắm và chơi với nó suốt ngày. Lúc này tôi bắt đầu lớn và cảm được sự phân biệt đối xử trong trường học, nên bắt đầu nản chí và không còn hồn nhiên như trước. Năm tôi lên 13 tuổi, má tôi gửi về nội học. Tôi nhớ lúc đó tôi được sống với ba được vài tháng. Lúc này ba tôi làm ở một xưởng nhỏ làm dép của người Hoa. Mỗi buổi sáng ông chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Trời chưa sáng, hai cha con ghé vào gánh xôi đầu phố ăn lót dạ. Đôi khi phải ăn thiếu vì cuối kỳ lương ít ỏi ba tôi đã hết tiền. Sau đó hai cha con vào một công viên để tập thể dục. Ba tôi rất siêng năng trong vấn đề này. Đến giờ ba chở tôi đến trường và ba đi làm. Có hôm tôi được nghỉ học, ba tôi chở tôi vô chỗ làm. Đó là một xưởng nhỏ làm dép nằm trong hẻm của một khu vực bình dân và hỗn tạp nhất ở quận 10. Dọc theo đường là những động của chị em ta, hàng quán lẫn những gánh xôi chè bún phở nhiều vô kể. Nhiều nàng kiều ngồi trên những chiếc ghế thấp ăn uống, hút thuốc và đón khách. Khi nào có chàng từ Hải đến, chị em chào mời ngã giá và dắt nhau đi sâu vào những ngõ hẻm nhỏ dọc theo đường. Xưởng dép là một ngôi nhà lớn, tường cao cửa sắt kéo rất dày, nằm trong một hẻm lớn. Công nhân nam nữ khoảng gần 20 người, phần lớn là người Hoa lẫn lộn 3-4 người Việt, trong đó có ba tôi. Đàn ông đều ở trần quần đùi khi làm việc. Bước vô xưởng là thấy một máy cán ép nhựa cao su lớn, máy chạy rầm rầm. Trong sâu hơn, tối tăm chật chội và đầy bụi bặm là những máy nhỏ hơn, máy cắt, máy mài, 3-4 chiếc quạt lớn đặt rải rác trong xưởng, mở hết công suất vì nhiệt độ trong xưởng nóng như trong lò nướng bánh mì, nhất là vào buổi trưa. Buổi chiều khi nghỉ làm, tất cả năm công nhân đều giống như anh Hề trong gánh xiếc, vì toàn thân đều phủ đầy một lớp bụi trắng vì bột, hai mắt và sống mũi đều có khoen đỏ xanh vàng, tùy theo màu dép hôm đó. Đó là thời gian huy hoàng của ba tôi trong thời gian trốn lánh. Dù phải trích ra phần lương ít ỏi của mình để lo lót cho công an khu vực, huy hoàng vì tuy khổ nhưng ba tôi còn được ở Sài Gòn và không phải bữa no bữa đói như sống ở các nông trường. Nhưng thời gian không bao lâu ba tôi phải tiếp tục trốn lánh vì có một anh công an khu vực khác đổi tới khu phố của nội tôi, vì ở Sài Gòn công an khu vực là lãnh chúa. Thế là tôi lại xa ba tôi, tiếp tục cuộc sống của thằng con trai mới lớn, lang thang tá túc với một người bà con bên ngoài ở Sài Gòn để đi học. Tôi có một người chị gái hơn tôi 3 tuổi, tôi có cảm nhận thời thơ ấu của chị tôi rất buồn, tâm hồn mong manh, một bé gái 5 tuổi phải sống xa mẹ ở bên nội chịu đựng sự hiếp đáp của những đứa con của chú Út, làm chị tôi buồn tủi. Thỉnh thoảng chị tôi lại gặp tôi trong những lần chị về quê ngoại, nhưng trong những thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ tình cảm ruột thịt giữa hai chị em, vẫn có một khoảng cách vô hình nhất định không hình dung được. Gia đình tôi điển hình cho mọi gia đình quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nước mất thì nhà tan, gia đình ly tán, mỗi người mỗi ngã. Vết thương tinh thần hằn sâu trong trái tim của một cô gái mong manh khiến lớn lên chị tôi trở thành một cô gái đa sầu, đa cảm và bất thường. Đây là một chương buồn trong quãng đời niên thiếu của chị tôi. May mắn vào tháng 7 năm 1990, gia đình tôi được xuất cảnh đi Mỹ theo diện tị nạn chính trị. Bây giờ thì cuộc sống chúng tôi đã ổn định, tôi có gia đình và hai con. Tôi và vợ tôi đều đi làm việc cực nhọc để gia đình tôi có được một cuộc sống trung lưu như mọi người. Chị tôi qua thời gian thăng trầm, bây giờ cũng đã tìm được sự thanh thản để làm việc và vui sống bên chồng, bên con. Tác giả Thiếu Quy Sữa. Xin cảm ơn Thiếu Quy Sữa và cảm ơn các bạn mình đã lắng nghe.